hé lộ nguyên nhân Hà Thanh Xuân chia tay vua cá coi sau vài tháng cưới. Cuộc tình của Hà Thanh Xuân và doanh nhân giàu có Thắng Ngô, vua cá coi, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Cả hai từng tổ chức hôn lễ rầm rộ tháng 5 năm 2022. Thế nhưng chỉ vài tháng sau thì doanh nhân Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân để lộ hàng loạt dấu hiệu rạn nứt. Đến chiều ngày 10 tháng 9 năm 2023 thì nữ ca sĩ xác nhận cả hai tan vỡ từ một năm qua. Hà Thanh Xuân cho biết cả hai yêu và cưới vội theo mong muốn của gia đình hai bên. Sau đám cưới, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chưa làm đăng ký kết hôn nên không thể gọi là ly dị. Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Cô cũng cho biết bản thân bị trầm cảm sau đám cưới. Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô bắt đầu tìm hiểu vào tháng 4 năm 2021, lúc này vua cá coi và vợ cũ vừa ly hôn. Đến tháng 5 năm 2022, cả hai tổ chức hôn lễ hoành tráng.